Ronaldo gây chú ý khi phát biểu trong buổi lễ ra mắt Anas, khẳng định đã từ chối nhiều đội bóng châu Âu để gia nhập đại diện của Ả Rập Xê Út. Chia sẻ tại buổi ra mắt của Ronaldo, huấn luyện viên Rudy Garcia của Anas cho biết: "Tôi bất ngờ khi hôm nay có đông phóng viên như vậy, mọi ngày chỉ có 2-3 người thôi. Tôi hy vọng từ hôm nay sẽ luôn có đông phóng viên như vậy đồng hành cùng đội bóng. Ronaldo là cầu thủ xuất sắc, là huyền thoại của bóng đá thế giới, chắc chắn cậu ấy sẽ có nhiều đóng góp cho câu lạc bộ." Về phần Ronaldo, siêu sao sắp bước sang tuổi 38 cho biết: "Với tôi thì đến Ả Rập Xê Út thi đấu không phải là hồi kết của sự nghiệp. Tôi đến đây để thay đổi và không quan tâm quá nhiều đến những gì người khác nói. Tôi biết giải vô địch ở đây rất giàu sức cạnh tranh vì đã xem nhiều trận." Bên cạnh đó thì CR7 chia sẻ thêm: "Tôi rất tự hào khi đi ra quyết định này trong sự nghiệp. Tôi đã đạt được mọi thứ ở châu Âu, nhưng đến châu Á thi đấu là thử thách mới, không chỉ trong phạm vi bóng đá. Anas cho tôi cơ hội thay đổi tinh thần của thế hệ trẻ, phát triển và giới thiệu các khía cạnh khác nhau của đất nước này. Nhưng đến châu Á thi đấu là thử thách mới, không chỉ trong phạm vi bóng đá. Anas cho tôi cơ hội thay đổi tinh thần của thế hệ trẻ, phát triển và giới thiệu các khía cạnh khác của đất nước tuyệt vời này. Tôi đã từ chối nhiều lời mời từ các câu lạc bộ ở châu Âu, Mỹ, Australia hay Bồ Đào Nha để đến đây với hy vọng có thể giúp ích với kinh nghiệm và hiểu biết của mình." Được biết, vào lúc 22 giờ ngày 5 tháng 1 tới đây, Anas sẽ có trận đấu với Al Thai ở giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Nhiều khả năng thì đây sẽ là trận ra mắt của Ronaldo.